Chia sẻ với các bạn cách xử lý một số vết bẩn ở trong phòng nhà tắm nhé. Số cái vết bẩn đen mà bám ở trên tường này. Thì bây giờ các bạn sử dụng cái loại này, Kabikida này. Đây các bạn xịt vào đây. Ở đây nó ghi là xịt 5 phút. Thì bây giờ các bạn xịt cái những vết này để 10-15 phút chẳng hạn đi. Sau đó là các bạn lấy cái bàn chải các bạn đánh đi. Tí nữa xem kết quả nha. Sau 5 phút các bạn xem cái thành quả nha. Đây nè, mình chưa đánh đâu. Nó đã, này, các bạn nhìn này. Nó đã khá là ổn rồi. Bây giờ tiếp theo mình sẽ lấy cái bàn chải mình đánh. Đánh ở những cái vết đen nó. Chưa đánh nhưng mà nó đã khá là sạch này. So với trước các bạn nhìn cái vết đợt trước nó đen. Chúng ta chỉ xịt mới xịt thôi đã được như vậy rồi. Sau đó các bạn xả nước. Xong là lau khô. Đấy, mình nhìn thấy ổn hơn khá nhiều rồi. Đây còn vết này vẫn còn một chút tí, còn này là khá ổn này. Ok.